Xin chào tất cả anh chị, các bạn đang xem video review bán nhà ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh Bất Động Sản Xe Thành. Hiện tại Nhân đang ở quận 4. Hôm nay Nhân sẽ review cho anh chị một căn nhà ở trên đường Sớm Chiếu nha anh chị. Địa chỉ là 111 xẹt 27 đường Sớm Chiếu ha. Đây là hẻm thẳng đi ra kia là đầu hẻm 111 đường Sớm Chiếu ha. Qua gần ngay chỗ gần chợ Tôn Đản nha anh chị. Ở căn nhà trong hẻm này nè. Ở căn nhà sau lưng căn nhà cao tầng này nè anh chị. Đó, căn nhà sau có cái mái che hang ở trên đó. Với tổng diện tích đất của căn nhà này tới 73 mét lận nha. Đây cái hẻm vào nhà của mình nè anh chị. Sổ hồng riêng hoàn công mua bán ký công chứng sang tên nha. Giá là 6 tỷ 160 triệu ha. 6 tỷ 160 triệu còn thương lượng trực tiếp với chủ ha anh chị. Anh chị mình quan tâm tới căn nhà này thì liên lạc với Nhân để Nhân hỗ trợ cho anh chị mở cửa cho anh chị mình xem và hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc về giá ha. Hiện tại căn này đang cho thuê nha anh chị. Đang cho thuê bán hàng online ha. Với tổng diện tích đất rất là rộng nha. Và diện tích mình đang xây dựng là 4 x 10, mình có hai cái sân trước và sân sau đúng không? Có cổng rào kiên cố nha anh chị. Đây hẻm vào nhà của mình nè. Hẻm xi măng sạch sẽ ha. Khu dân cư hiện hữu hết nha anh chị. Đây là phần trước của căn nhà mình nè, hướng nhà mình hướng tây nha. Mặt nhận của căn nhà mình ha anh chị. Khu dân cư hiện hữu hết, các nhà xung quanh xây dựng cao tầng hết ha anh chị. Đó, đây hẻm vào nhà của mình ha. Đó, diện tích mình xây dựng ngang đó là 4 m, sâu vô là 10 m ha anh chị. Có một trệt và 2 lầu. Sân thượng mái che hang ha, có 5 phòng ngủ luôn nha và 4 nhà vệ sinh. Mình có cái sân trước nhà nè, nó cái cổng rào của nhà mình ha. Đây qua kia là 6 m nha anh chị. 6 m ha. Đó cái sân trước nhà của mình nè. Nó sân trước nhà mình để khoảng 6 chiếc xe tới 7 chiếc xe ha. Ở mặt trước chủ ốp đá hoa cương, ở trên thì có làm cái mái che ha. Nó lên trên có làm mái che ha. Ở đây có cái cổng đi ra vào nữa nè. Để cái máy nước nóng lạnh ở đây ha. Cục nóng ở đây ha. Cục nóng máy lạnh ở đây. Nó cổng rào trước nhà mình ha. Ở cạnh này là tới 6 mét rồi nha anh chị. Từ bên đây nè. Qua tới vị trí bên đây nè anh chị. Là 6 mét ha. Cổng rào cao ha. Nhà mình có hệ thống camera an ninh luôn nha. Mặt trước trụ ốp đá hoa cương cao tới trên. Cửa là sử dụng cửa nhôm xi pha kết hợp với kính ha. Sân trước nhà mình có lót gạch sạch sẽ hết. Ở sân có gạch sạch sẽ hết thì nhà cao ráo qua quận 1, quận 5 qua cầu Khánh Hội, cầu trăm mét là tới ha. Qua quận nhất ha. Thì xíu tới à. Qua cầu Khánh Hội và cầu trăm mét là tới vị trí căn nhà của mình ha. Hiện tại đây ở trong phòng đang cho bán hàng online ha. Đang cho bán hàng online nha. Đó, bên trong chủ ốp tường cao tới trên ha, 1m6 hết hả anh chị. Trần nhà cao ráo, đóng la phong giật tầng, xài đẹp led, có lắp máy lạnh cho anh chị mình hết rồi. Bên trong nha, chỗ đó thì chủ dán giấy dán tường cao tới trên ha anh chị. Có đèn trang trí, điện âm hết ha. Ở trước đây thì đang cho thuê bán hàng online nha. Diện tích đất mình xây dựng là 4 x 10, và có cái sân trước nhà, sân sau nhà nữa nha. Đó, cầu thang đi lên, cầu thang thì mặt đi đá hoa cương đen và mặt trong đá hoa cương trắng, tay vịn gỗ nha, đi theo chiều hướng kim đồng hồ nha anh chị. Nhà đúc kiên cố, sàn bê tông cốt thép hết anh chị. Đây không gian phòng khách của mình ha, rồi không cái sân ngoài trước nhà nữa nha. Sổ hồng riêng mua bán ký công chứng sang tên, hướng nhà là hướng tây ha. Ở đây qua quận nhất rất là gần luôn. Ở giữa nè, đây là không gian của bếp ha. Đó, không gian bếp nha, rộng rãi đây để bàn ăn cũng thoải mái nha anh chị. Ở trần nhà cao ráo, đóng la phong giật tầng ha, xài đèn led. Không gian bếp thì bếp có tủ bếp trên, tủ bếp dưới bằng gỗ tự nhiên nha anh chị. Đó, thay bằng gỗ tự nhiên ha. Mặt bếp sẽ đá hoa cương ha anh chị. Đó, gỗ này gỗ tự nhiên nha. Bên trong thì chủ dán gạch, bồn rửa nè, bồn rửa ha, sâu lòng 304, lộ dày nha. Nhà này chủ xây ở nên rất là kiên cố nha, sàn bê tông cốt thép hết ha. Ở trên đây thì những cái đường chỗ dưới trệt của mình nè, chủ làm những cái lam để mà lấy ánh sáng bên ngoài vào và lấy gió bên ngoài vào nha. Đó, anh chị nhà mà nhìn thấy chủ ở thì dễ nhận biết hơn những căn nhà qua đầu tư nha anh chị.
thời giá là 6 tỷ 160 triệu ha anh chị, còn thương lượng trực tiếp với chủ nha. Anh chị mình đến xem bất động sản này thấy ghế mình sẽ hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc về giá nha anh chị. Đó, đây là không gian nhà vệ sinh nha, cửa là sử dụng cửa nhôm kết hợp với kính mờ, các thiết bị trong nhà vệ sinh đầy đủ ha, xài bằng đồ inox hết nha. Bên trong chủ dán tường cao tới trên hết anh chị. Đó, anh chị mình quan tâm tới bất động sản này thì liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 ha. Hãy nhấn vào đăng ký kênh và bật chuông để xem được nhiều video hơn nha anh chị, và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình ha. Bây giờ Nhân ra không gian cái sân phía sau cho anh chị mình xem nha. Mình có cái sân phía sau đang làm cái kho chứa đồ ha. Ở đây chủ cũng dán gạch cao lên hết trơn rồi nè. Cửa nhôm sifa cái hộp với kính ha. Ở sân phía sau của mình, tổng diện tích đất của căn nhà mình được sở hữu là 73m nha anh chị, diện tích đất nha. Còn mình xây dựng là 4x10 ha, 4x10 nha. Đây là cái kho chứa ha, ở quận 4 đường Sớm Chiếu ha anh chị. Địa chỉ là 111/27 đường Sớm Chiếu, phường 16 quận 4 thành phố Hồ Chí Minh ha. Căn nhà có pháp lý là sổ hồng riêng hoàn công, mua bán ký công chứng sang tên thôi. Hướng nhà của mình là hướng Tây nha. Nhà được xây dựng với kích thước ngang đó là 4m và chiều sâu vào là 10m nha. Một trệt và hai lầu, sân thượng mái cha thang ha anh chị, sổ hồng riêng. Và tổng diện tích đất của căn nhà mình đó là 73m lận nha anh chị. Đó, anh chị xem lại không gian của căn nhà mình dưới trệt một lần nữa ha. Và Nhân sẽ lên trên quay trên cho anh chị mình xem ha. Trần nhà cao ráo lắm nha. Các thiết bị điện trong nhà này là đi điện âm hết nha anh chị. Nó cầu thang thì đi lên đi theo chiều hướng trên đồng hồ nha. Mặt đi còn đá qua cương đen nha anh chị. Đó, mình có hai phòng ngủ ha, trước và sau rõ ràng. Cửa là sử dụng cửa rổ ha, mỗi phòng trên mỗi tầng thì có cửa sổ lớn ở chỗ này, và trong phòng thì đều có cửa sổ riêng nha. Mình sẽ xem phòng ngủ phía sau trước nha anh chị. Đó, cửa là sử dụng cửa rổ tự nhiên nha anh chị. Đó, sử dụng cửa rổ tự nhiên. Ở ngoài sau đó thì cũng có ra cái quạt, cái rèm, và chỗ đó có cửa sổ nha. Bên hông này chủ dán giấy dán tường cao tới trên hết, trần nhà cao ráo nha. Bên đây cũng có cửa sổ riêng nha anh chị. Đó, cửa sổ riêng cho từ phòng. 6 tỷ 160 triệu, còn thương lượng trực tiếp với chủ ha, ở phường 16 quận 4, cách quận nhất chỉ qua cầu Khánh Hội hoặc cầu Cam Mét thôi nha anh chị. Nó nhà xây dựng vuông vắn luôn nha, 4x10 với tổng diện tích đất là 73m nha anh chị. Nó có sân để xe trước nhà để khoảng 7 tới 8 chiếc xe, rồi sân phía sau nhà. Đó, khoảng trống giữa hai phòng ngủ cũng rộng rãi nha. Đây nhà vệ sinh ở trên tầng 1 nè anh chị. Cửa vẫn là cửa nhôm sifa ha. Nó các thiết bị trong nhà vệ sinh cũng đầy đủ nha, có vách kính cường lực cho mình luôn nha. Nó cái vách kính cường lực ha, mình tắm thì nước không có văng ra làm ướt ngoài khu vực ngoài trước này. Đó, tường ốp gạch ngang cao tới trên hết ha, ở trong đây có máy quạt luôn. Đó, trong đây có máy quạt luôn nha. Sổ hồng riêng hoàn công, mua bán ký công chứng sang tên. Cửa phòng ngủ là cửa gỗ tự nhiên hết ha. Đó, phòng ngủ phía trước của mình nè anh chị. Phòng ngủ phía trước của mình ha, rộng rãi ha. Đó, mỗi phòng có cửa sổ hết, bên đây có cửa sổ hết nè anh chị. Cửa sổ ha, mỗi phòng có cửa sổ và có khung sắt bảo vệ hết ha. Hẻm trước nhà mình thêm hẻm xi măng sạch sẽ nữa, giáp quận 1 và qua quận 1 rất là gần nha anh chị. Đó, trần nhà của mình nè cao ráo, rất là phong nhiệt tầng hết rồi. Anh chị mình quan tâm tới bất động sản này thì liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0922 39 39 39 ha. Kênh YouTube Bất Động Sản Xây Thành ha anh chị. Hãy nhấn vào đăng ký kênh và bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình ha. Căn nhà mình là hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu ha. Ở trước nè, phòng phía trước thì có cửa sổ rộng rãi, cửa bốn cánh luôn, mở cửa ra nha. Đó, sân dưới nhà của mình là có mái che ha. Đó, hẻm trước nhà của mình, hẻm rộng rãi ha.
khu dân cư hiện hữu hết ở bên đây xây dựng nhà cao tầng hết ha, giáp với quận nhất nha, qua quận nhất chỉ cầu 100 mét là tới. Đó, anh chị mình quan tâm tới căn nhà này thì liên lạc với Nhân để Nhân hỗ trợ mở cửa cho anh chị mình xem ha, và hỗ trợ cho anh chị mình gặp chính chủ làm việc về giá nha. Đây là không gian của tầng 1 nha, nhà vệ sinh rộng rãi giữa mỗi tầng ha. Rồi mình lên trần tầng 2 nha anh chị. Đó, lên tầng 2 cho anh chị mình xem nha. Cầu thang thì cầu thang đúc ha, mặt đi đá qua cương đen, mặt trong đá qua cương trắng, tay vịn là tay vịn gỗ ha. Lối đi giữa hai phòng ngủ cũng rộng rãi, ngay giữa là có cái cửa sổ luôn. Đó, mẫu điện là điện âm hết, đây là có cái đồng hồ riêng nè, nó cho thuê ha, nó cho thuê từng phòng ha, mỗi tầng có cái casino riêng, điện là điện âm hết nha anh chị. Đó, phòng ngủ sao nè, cái rộng rãi, cửa là sử dụng cửa gỗ, có cửa sổ hết. Đây là phòng ngủ thứ ba của mình rồi ha, đây là phòng ngủ thứ ba của mình rồi. Và nhà nằm ở địa chỉ là 111/27 ha anh chị, đường Sớm Chiếu, phường 16, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh, giáp quận 1 ha, qua cầu Cam Mét là tới rồi. Với tổng diện tích đất hơn là 73 m ha, và diện tích xây dựng của mình là ngang 4 m và sâu ra là 10 m nha anh chị. Một trệt và ba lầu có mái, có sân thượng ha. Sổ hồng riêng hoàn công mua bán ký công chứng sang tên ha. Có sân phía trước nhà và sân sau nhà ha. Có phòng ngủ rộng rãi, phòng nào cũng rộng hết trơn ha. Đây phòng ngủ thứ ba của mình ha. Có phòng này ở sau thì có hai cửa sổ ha, cửa sổ sau nè, cửa sổ hông nè. Có lắp máy lạnh cho anh chị mình hết rồi. Đèn là đèn led, đóng la phong nhiệt tầng hết rồi. Đó. Mỗi tầng thì lên trên có cái cửa sổ lấy ánh sáng bên ngoài vào đi. Cửa là sửa phòng ngủ thứ tư nè, cửa là cửa dùng cửa gỗ ha. Hai cửa gỗ ha, đây phòng ngủ sử dụng cửa gỗ ha, phòng này có người đang ngủ ha, nhưng không quay cho anh chị mình sự ha, nó cũng giống như phòng dưới trệt mình nha anh chị, giống như dưới trệt nha. Và ở đây nhà vệ sinh nè, nhà vệ sinh ở giữa ha, nó rộng rãi, có cái vách kính cường lực luôn, nó có vách kính cường lực ha, để mình tắm ở trong đó thì nước nó không tràn văng ra tới vị trí này, không có dơ ha. Các nhà thiết bị trong nhà vệ sinh đầy đủ ha, gạch ốp gạch ngang cao tới trần luôn. Ở dưới trên đó có cái khung để lấy ánh sáng bên ngoài và lấy gió ngoài vào. Cửa nhôm sifa ha, đây phòng ngủ phía trước nè. Hiện tại có một người ngủ chổng ha, nên mình không có mở cửa cho anh chị mình xem. Đang là buổi trưa, nó giống như phòng ở dưới trệt mình vậy ha. Không giống như phòng ở tầng 1 nè ha. Đó, hiện tại mình sẽ xem được 4 phòng ngủ rồi và 3 nhà vệ sinh rồi. Bây giờ lên trên cho anh chị mình xem cái sân thượng của mình nha. Sân thượng, trên sân thượng hình có phòng ngủ trên đó luôn nha, có phòng ngủ phía sau nha anh chị. Đó, qua sân thượng phía trước, khoảng đi cũng rộng rãi nè. Đó, đây cũng rộng rãi ha, có nhà vệ sinh trên này luôn nha. Đó, đây phòng ngủ phía sau nè, phòng ngủ phía sau, phòng ngủ thứ năm của mình ha. Đồng hồ điện ẩm đây, đồng hồ điện ẩm đây, thiết bị điện là âm hết ha. Cửa là sử dụng cửa gỗ tự nhiên nè, anh chị thấy cái bảng gỗ to to ha. Mỗi mặt bên kia là dán giấy dán tường, có đèn ngủ đầy đủ hết cho mình rồi, điện âm hết, gắn máy lạnh trên chị hình hết rồi. Giá là 6 tỷ 160 triệu nha anh chị, còn thương lượng trực tiếp với chủ ha. Đây cái giếng trời nè anh chị, giếng trời nè, đây máy cho than của mình đó. Về nhà vệ sinh nè, vệ sinh ở trên này ha. Đó, nhà vệ sinh thứ tư của mình ha, đường ốp gạch ngang cao hết trên, các thiết bị nhà vệ sinh đầy đủ ha. Đây sân thượng trước của mình nha, đây sân thượng trước của mình nha anh chị. Đó, sân thượng phía trước của mình, máy giặt để trên này, ở trên đây có bồn nước ha, máy cho than, có bồn nước nằm trên đây.
có máy nóng nóng lạnh trên đó luôn nha anh chị, có máy nóng lạnh trên đó luôn nha, này máy cho thuê của mình. Sổ hồng riêng hoàn công, mua bán ký công chứng sang tên đây. Nó khu dân cư hiện hữu hết ha. Anh chị quan tâm đến bất động sản này liên lạc với Nhân qua số điện thoại của Nhân là 0922 39 39 39 ha. Kênh YouTube bất động sản Sài Thành anh chị. Nó cái đường trước nhà của mình. Đi qua quận 1, quận 5 rất là gần luôn. Qua cầu Cam Mét là tới rồi. Thôi nhưng xin nhắc lại thông tin chung của căn nhà mình một lần nữa và kết thúc video quay nhà ở đây ha. Anh chị đang xem video review bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh qua kênh YouTube bất động sản Sài Thành. Nhân hôm nay đang review cho chị căn nhà ở địa chỉ là 111/27 đường Sớm Chiếu, phường 16 quận 4 thành phố Hồ Chí Minh ha. Đó, căn nhà mình nằm ở có diện tích đất là 73m và diện tích xây dựng của mình á đang xây dựng là 4m ha, và chiều sâu vào là 10m, có cái sân trước nhà để được 7 chiếc xe, 8 chiếc xe gì đó. Nó có cổng rào kiên cố nè. Nó có cổng rào kiên cố dưới nè anh chị. Hẻm nghe hẻm vào nhà của mình nè, rộng rãi nha. Đó, cửa sân phía sau nhà mình làm cái kho rộng rãi nữa. Tổng diện tích đất tới 73m ha. Nhà được xây dựng với kết cấu là một trệt và 3 lầu nha anh chị. Có sân thượng ha, mới cho thang nha. Sổ hồng riêng hoàn công, mua bán ký sổ chứng sang tên. Hướng nhà của mình là hướng tây ha anh chị. Nhà nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu luôn. Giáp quận 1, quận 5 chỉ qua cầu Cam Mét thôi hoặc là cầu Cánh Hội ha anh chị. Nhà có 4 phòng ngủ. Có 5 phòng ngủ ha và 4 nhà vệ sinh. Đó. Các thiết bị trong nhà này sử dụng đồ cao cấp hết, cửa là sử dụng cửa gỗ tự nhiên hết ha. Bếp thì cũng là cửa bếp tự nhiên nha, gỗ tự nhiên luôn. Sổ hồng riêng hoàn công, mua bán ký công chứng sang tên. Anh chị mình quan tâm tới bất động sản này thì liên lạc với Nhân qua số điện thoại là 0822 39 39 39 nè, hoặc là 0922 39 39 39 nè. Kênh YouTube bất động sản Sài Thành, hãy nhấn vào đăng ký kênh và bật chuông để xem được nhiều video hơn và tìm mua được bất động sản ý nhất cho mình ha. Đó, mình xem lại không gian của các tầng một lần nữa. Mỗi tầng đều có cái cửa sổ vậy nè, thoáng mát nè. Hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình, những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh có phân khúc có giá dưới 6 tỷ 160 triệu thì hãy chia sẻ để bạn bè người thân của mình có thể mua được căn nhà ưng ý nhất ha, và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất nha. Hiện tại đang cho thuê bán hàng online nha anh chị. Cầu thang đúc đi theo chiều hướng kim đồng hồ. Sổ hồng riêng hoàn công, mua bán ký công chứng sang tên thôi nha anh chị. Nó rộng rãi với tổng diện tích đất tới 73m lận nha. Hãy chia sẻ video này cho bạn bè người thân của mình nha. Những người đang có nhu cầu tìm mua bất động sản ở thành phố Hồ Chí Minh có phân khúc có giá dưới 6 tỷ 160 triệu thì hãy chia sẻ để bạn bè người thân của mình có thể mua được căn nhà ưng ý nhất và giúp chủ nhà bán được căn nhà này nhanh nhất nha. Anh chị muốn xem bất động sản này thì liên lạc với Nhân qua hai số điện thoại là 0822 39 39 39 hoặc 0922 39 39 39 ha. Kênh YouTube bất động sản Sài Thành ha anh chị. Rồi, Nhân đi ô tới trước và kết thúc video ở đây ha. Ngang là 4m ha, diện tích xây dựng mình ngang 4m nè. Cái sân trước nhà của mình nè. Đó, để xe thoải mái nha. Nó có cổng rào kiên cố nha anh chị. Cổng rào kiên cố nha. Nó đi ra.